Thông tin nóng mà chúng tôi vừa tiếp nhận từ Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị này cho biết vừa khởi tố vụ án để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Người bị điều tra trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Ngân, hay còn gọi là Ngân Gà, 44 tuổi, ngụ ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước. Ngân Gà hiện đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ cho công tác điều tra do các hành vi chửi bới, nhục mạ cảnh sát giao thông của Công an huyện Bá Thước, như chúng tôi đã từng chia sẻ đến quý vị trong bản tin lần trước. Trước đó khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16 tháng 2, khi tổ công tác của Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bá Thước đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị NL 25 tuổi, ngụ thị trấn Cành Nàng, do chị này không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy, thì bà Ngân là mẹ chồng của chị này đến xin tổ công tác bỏ qua lỗi không lập biên bản. Tuy nhiên, tổ công tác không đồng ý thì bà Ngân bất ngờ xông đến giật và vò tờ biên bản vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông. Tiếp đó, bà Ngân liên tục dùng lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra, bà này còn dùng tay đánh vào nhiều người cảnh sát giao thông. Tổ công tác của Công an huyện Bá Thước đã khống chế dùng còng số 8 còng tay bà Ngân, đồng thời báo cho Công an thị trấn Cành Nàng đến giải quyết xử lý theo quy định. Dù bị còng tay nhưng bà Ngân vẫn tiếp tục áp sát vào nhiều cán bộ cảnh sát giao thông và chửi bới, nhục mạ, thậm chí đòi hôn cảnh sát giao thông đến hết đời. Lực lượng của Công an thị trấn Cành Nàng và Công an huyện Bá Thước đã phối hợp với bà Ngân đưa bà về trụ sở, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự tiến hành điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào tháng 11 năm 2021, bà Ngân cũng từng bị Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa phạt hành chính 2,5 triệu đồng vì có hành vi chửi bới, đe dọa và hành hung một người phụ nữ trên địa bàn của huyện Cẩm Thủy.